Hello, anh thấy, xin chào tất cả mọi người. Đây, anh thấy đã thấy con kỳ nhông trên gốc cây đấy rồi. Chúng ta cùng tiếp cận và bắt chúng nào. Đây, thì sẽ đi theo hướng ngược lại và sẽ thò tay tóm chúng. Đấy, mọi người. Đấy. Có vẻ rất là đơn giản đúng không mọi người? Rồi 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 rồi, chuồn rồi. Chuồn này thì cũng rất là dễ thôi mọi người. Quan trọng là không biết chúng ở đâu để chúng nha mọi người. Đây nha mọi người, đây anh chị đã thấy được con kỳ nhông đây rồi. Đây. Đơn giản là nó bắt được chúng rồi. Đây nha mọi người, đó kỳ nhông, đó đuôi rất là dài. Đây đó, đây giống khủng long mọi người. Đây, 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 đây. Cẩn thận là chúng cũng cắn ăn rồi xin nha mọi người. Đây. Cầm ở phần đầu rất là chắc chắn nha mọi người. Đây. Đây nha mọi người. Đó. Đây. Đây. Nóng quá. Đây. Đưa vào trong đây quay cho nó mát nha mọi người. Đấy. Đó. Từ lúc bắt đến lúc ấy cũng rất là nhanh nha mọi người. Hôm nay thì nó không đổi màu nhiều nha mọi người. Đây nhông rào này. Đây. Vẹn vẹn nha mọi người. Đấy. Mắt sao này, đó. Wow. Đây. Những chiếc gai, đó. Những gai mọc quần hình như gần hết rồi, đó. Mọi người này. Đây, con này sẽ đổi màu đỏ nha mọi người. Đây. Bơm chúng bắt đầu đổi màu rồi đây, đó. Bụng cũng ăn no tương đối nha mọi người. Và cảm ơn mọi người đã xem video nha. Đây sẽ thả chúng đi thôi nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp mọi người vào các video tiếp theo. Bye bye.